là ông bà quá rầu. Anh đi theo em về tới bên này xách đôi giày kề, kết chuyện mới phù thề qua năm sau con đề huề. Anh theo em đi về nghe câu hò điệu lý xa xê. Anh là trai miền quê còn em thuyết chung sắc son hên thề. Ngày trong ngóng ngóng trong mình cùng nhau đắp xây ân tình ta thắm duyên mặn nồng. Chờ nắng lên đồng đây hương mùa đua chín rồi anh, đã bao mùa trăng sao anh còn chưa dám ngó lời. Em đây hiền ngoan muốn theo cùng anh khắp trần gian, anh ơi ngày chi nói đi câu nói yêu nàng. Người yêu em mà sao anh không dám nói lên một lời, em đây buồn hiu ôm mộng mơ nhiều đêm tối tịch liêu. Đám trời làng ước mong muốn chung đường chung lối với em, nhưng em không để ý chỉ mình anh là ý trung nhân. Người ơi anh đừng lo em đây chỉ muốn đôi mình sống cùng, tiền loại danh làm chi chi khiến tình ngang trái đời nhau. Ước mong mình mai sau yên vui cùng bên mái tranh vàng, cánh cua đồng sao đắng bát cơm chiều nồng nàn tình yêu. Sao anh vẫn lặng thinh, em đây vẫn đợi chờ.
mấy là cho vừa. Ngại ngùng chi nữa, là yêu này anh tính sao? Tính sao? Tính sao thì tính cho thật mau. Để lâu là không có được, có chuyện thiệt mà kính trao. Em đang mong đợi anh ngỏ lời mình nên đôi, nhưng mà đừng như ông bướm làm mà ngỏ ở trên môi. Tính em thiệt tài chấp phát cái miền Tây, ông mà xưa đã nói cứ giờ phải cưới liền tay. Cho nên là anh tính sao cho lẹ, cưới em về nhà để chăm lo cho mẹ. Sáng anh ra đồng em thiêu thù ở sườn dây, tình mình nó chỉ đơn giản nhưng mà không em mơ phai. Lòng em son sắc thủy chung mình anh, con tim em héo úa sao anh nỡ cho đành. Nếu thật thì anh đừng để em đợi chờ, đừng để con sóng song song rồi ngồi đó mà ơ thờ. Người yêu em mà sao anh không dám nói lên một lời nào, để em đây buồn hiu ôm mộng mơ nhiều đêm tối tịch liêu. Đám trời là ước mong muốn chung đường chung lối với em, nhưng em không để ý chỉ có người là yêu trung nhân. Người ơi anh đừng lo, em đây chỉ muốn đôi mình sống cùng. Tiền lời danh làm chi, chỉ khiến tình ngang trái đời nhau. Ước mong mình mai sau yên vui cùng bên mái tranh vàng. Cánh cua đồng sao đắng bác không chịu nồng nàn tình yêu. Người yêu em mà sao anh không dám nói lên một lời nào, để em đi buồn hiu ôm mộng mơ nhiều đêm tối tịch thôi. Ông chuyển tập hội nhà gái thống nhất, ông chuyển tập hội nhà trai trình cái lễ nhập gia vừa mới đến, thì hai ông bắt tay nhau cái rồi. Rồi đồng ý không? Bằng lòng theo anh về quê, kiều vàng mình đi trên đường đê, nắng mai chẳng qua trai gia đình mình thành xưa gia trong lối về. Nhịp cầu đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Đường gập ghềnh cầu che khó đi, có xa xôi em cũng đi theo chàng. Lòng bồi hồi chờ mẹ cha mỗi mặt, ngày dù khuya anh đưa em về Vinh. Sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu chèo ghé tối ta tình ta. Mơ chia nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều vàng mình đi trên đường đê, nắng mai chẳng qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa ta tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình. Hội đồng triệu tập hội nhà gái, hội nhà trai giờ đến trình gặp lại như sau. Trước nhất là một khay từ đường khay diệt, sau đó một cái mâm trầu và bút sơn, gồm có 4 năm mâm thông vàng 7 vàng linh cúng ông bà. Hội nhà gái xin hội nhà gái chấp nhận cái lời hội nhà trai giờ trình lại. Rồi hai bên vui vẻ vỗ tay giùm em cái coi. Chính ngôi nhà, chính con gà, chính con ngựa, có hồng mao. Xin lễ linh đình 25 âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi cái đưa hội đồng chuyên tập. Cuộc lễ nhà trai vừa trình lễ xong, vậy tiếp tục tiếp chương trình để nhà gái mình làm cuộc lễ như sau. Phần thứ nhất là đôi thông gia lên đôi đèn. Phần thứ hai cứ gửi bước ra quỳ lại của quyền cho tổ ông bà. Phần thứ ba là dân rượu cho tất cả ông bà của hội nhà gái chú gửi. Phần thứ tư thì mời họ nhà trai có trình những phẩm vật. Phần thứ năm là dở mâm trầu. Phần thứ sáu thì xin mời ra tất cả ở đây ra dùng bữa cơm thân mật của họ nhà gái chúng tôi. Vậy là tuần lễ xin tiến hành làm. Muốn làm sao? Mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao? Nay còn làm giàu. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu chèo ghé tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều vàng mình đi trên đường đê, nắng mai chẳng qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu
bằng lòng theo anh đi về quê. Kiều vàng anh đưa trên đường đê, nắng mai chan qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia như quá ha. Nhịp cầu đông đưa theo tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Giấc mơ tuyệt vời anh đón em về, giờ thì em kêu anh mình ơi. Rồi quay ra lần trước cho mình. Dạ kính thưa tổng biên tập, cứ gửi lại ngôi tâm bảo vừa xong thì xin bàn cho tổng đứng dậy cho bàn lại chăm họ. Xin mời mình đứng dậy cho cháu lại lại chăm họ. Đứng dậy. Rồi 6, 4, 6 thay bấm lại. 1, 2, 3, 4. Dạ xong rồi, hồi mày đồng chí ngồi xuống anh tỏ. Chú gãy sát vô không ơi, gãy rồi, thay mặt ra đây nè, hướng mặt ra đây nè. Rồi mời ông ngoại nhìn ra cho ghi hình luôn nè. Rồi ông ngoại nhận ly uống giùm con ngoại ơi. Rồi phần tiếp tay theo là ông ngoại cho cháu lại hay xá. Khoan khoan anh, cho xá hay xá đi. Rồi ok, tại em. Rồi bà nội nhìn cái ly rượu nhìn ra đây giùm con cho ghi hình luôn nha bà nội. Rồi chú rể nhìn ra luôn coi. Rồi, rồi uống được nhắc thôi. Rồi xá hai xá em. Rồi, xin ông ngoại mà bà nội ông ngoại cho xá hai xá. Rồi ông ngoại xá. Rồi đưa ly cho bà mẹ luôn. Rồi mời mẹ nhìn qua cho ghi hình luôn. Rồi hai bà cũng ly cạn ly luôn coi. Rồi bây giờ đứng đó xá hai xá ba mẹ luôn đi em. Chế thì xá. Cung tay xá hai xá. 1, 2 rồi vậy đây. Rồi dính vô cho ghi hình luôn. Rồi dính để gì. Tao mới kêu thơ. Rồi rồi mày hai ông uống hết đi rượu giùm em. Bắt máy nói cho nó biết là chờ hỏi luôn nha. Rồi cô bảy đầu lên đi. Rồi góp hết thôi. Góp hết thôi. Rồi bưng ly kia luôn. Rồi dịnh vô hai ly luôn chú rể ơi. Rồi hai tay dịnh vô hai ly. Rồi mời hai bà cô nhìn ra luôn cho ghi hình luôn. Rồi uống được nhắm thôi. Rồi em quay ra em xá hai xá mấy con với bác rồi xong em. Rồi xá lại. Rồi ok. Bên ngoài. Rồi mời hai cô về vị trí rồi. Các bác đứng sát vô chút xíu. Cho cậu ba với chú rể xích vào đây. Sao nó rồi chung rồi. Rồi cầm tay thôi, cầm tay thôi. Rồi nhìn đây cho ghi hình này coi. Chú rể ơi. Rồi, ngã đi luôn. Sao rồi ông? Sáng rồi chú uống hả? Rồi, nó chú sáu cái nữa còn ai? Chú miệng hả? Rồi chú sáu cái nữa là xong. Rồi. Rồi mời chú sáu nhận rượu luôn. Một tay thôi. Rồi khoan khoan cho ghi hình cái uống nha. Rồi tươi luôn chú gái ơi. Rồi cạn ly luôn chú sáu ơi. Rồi đưa cho ông trưởng tổng ly luôn giùm em, giùm anh các em. Bây giờ ổng nãy giờ chưa có đó. Rồi hai tay dịnh vô luôn chú rể cho ghi hình luôn coi. Rồi người lớn mình nhận tay thôi chú mời ơi. Rồi nhìn ra đây luôn. Rồi ok. Uống cái không? Rồi phần con này. Nhắc lời cho rõ đi. Thằng trai cho vậy rồi bên thằng gái có cho mình công bố lên luôn không? Không, không lấy về bên kia cho. Về bên bản hả? Mình về bên đây, về chơi mình cho. Không mấy cho đưa đây luôn. Mai á mình đưa vô. Đây rồi, vậy. Đấy, mai, mai. Nhắc lời cho rõ. Như vậy là xin họ nha. Đủ rồi, không đủ lắm. Còn có đủ nó rồi, không đủ. Vậy xin bà mẹ mời cô dâu lên giùm em cái. Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng.
mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắt son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không có, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Cưới hồng chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được như anh nè. Lấy anh hông chào cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới, nào là rượu hồng, này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Cổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu nhau luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấp chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi giường, em là dâu hiền ngoan, kính thưa hội đồng triệu tập, lãi đeo nữ trang vừa xong, tiếp tới là xin vợ mâm chầu vào ngay giờ này luôn. Xin hội nhà trai chắc nhà gái chấp nhận câu lời nhà hội nhà trai vừa trình. Em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây em thương anh lắm đó mình ơi. Cuộc lễ hôm nay cũng đã kết thúc. Trong cuộc lễ làm có gì sai sót không, tất cả hai bên đều bỏ qua hết. Vậy trân trọng kính mời họ nhà trai ở lại dùng bữa cơm thân mật của họ gái chúng tôi. Xin hết. Xin mời chàng pháo tay vô đó. Rồi dạ xin mời anh chị bước vô đó em chụp. Vậy là chính thức bây giờ em làm vợ anh, về làm nàng dâu sống cùng anh đến khi bạc đầu. Dù đời gian nan em vẫn luôn kề vai sát. Quy của cô dâu Kiều Tiên sánh duyên cùng chú rể nhà Tuấn xin được phép bắt đầu. Thank you.
đón toàn thể vị khách quý đã đến trường buổi lễ phục quy của cô dâu Kiều Tiên, sánh duyên cùng chú rể nhà Tuấn. Lời đầu tiên Kim Mỹ xin phép thay mặt hai bên gia đình chủ tiệc cùng âm thanh ánh sáng Nguyễn Tằng xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng. Yes. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, hôm nay tháng tốt ngày lành, chúc mừng hai họ đã kết thành thông gia. Cảm ơn quý quan khách gần xa đã đến dự buổi tiệc cưới của hai nhà chúng tôi. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng an tọa chỗ ngồi để chúc cho đôi bạn trẻ nên đôi vợ chồng. Đám cưới thì rực rỡ màu hồng. Quý vị cũng xin được chúc cho toàn thể quý vị cũng được an lòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau thời gian quen biết, tìm hiểu, cô dâu Kiều Tiên cùng chú rể nhà Tuấn đã nhận ra rằng không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Và cả hai xem đến cho nhau những gì cao quý tốt đẹp nhất, cũng như giúp đỡ nhau hoàn thiện hơn trong tương lai. Và hôm nay đây, tất cả quý vị khách quý của chúng ta có mặt trong buổi lễ cưới này cũng bởi một lý do duy nhất, đó là chúc mừng hạnh phúc cho đôi nguyên ương. Vậy Kim Mỹ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chào đón đôi tân lang tân nhân của chúng ta lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, đó là cô dâu Kiều Tuyên, sánh duyên cùng chú rể nhà Tuấn. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đôi tân lang tân nhân của chúng ta đi quý vị ơi. Thời của những người diễn trải mật đỏ tình yêu, những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng và tự tin thật vỡ cõi đời này. Kính thưa quý vị, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha, tân tàu sống hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay cũng là nhờ ơn sanh thành dưỡng dục vô bờ bến của các bậc sanh thành đã nuôi nấng và dạy dỗ cho hai em được khôn lớn nên người. Và trong ngày vui, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô dâu Kiều Tiên cùng chú rể nhà Tuấn thì cũng không thể thiếu những nhân vật quan trọng ấy trong buổi lễ hôm nay. Về phía chủ hôn họ nhà gái, Kim Mỹ xin được trân trọng kính mời ông Trần Anh Nghĩa cùng bà Phan Thị Quang, ngụ thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang là song thân của cô dâu. Xin toàn thể quý vị khách quý hãy chào một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ nhà gái. Về phía chủ hôn họ nhà trai, Kim Mỹ xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hương cùng bác năm của cô, của chú rể. Xin tất cả quý vị một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ nhà trai đến từ Thoại Sơn, An Giang. Kính thưa quý vị, nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ vui sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Thưa quý vị, giờ đây là những nhân vật quan trọng của chúng tôi đã có đầy đủ trên sân lễ hôm nay để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị khách quý tham gia hai bên gia đình của chúng tôi cùng cô dâu và chú rể xin được ra mắt toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Nghi thức đầu tiên thì Kim Mỹ xin mời hai em hãy tiến về bàn tiệc của ban tổ chức của chúng tôi để khu rượu champagne chính thức khai mạc buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Tấn tấn qua. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin nhấp cạn để say suốt đời. Thưa quý vị, rượu là biểu hiện cho sự nồng cháy ái ân của tình yêu, sự khát vọng của con tim, những dòng rượu đang chảy được ví như nước mà mòn ngọt, nước để tưới cho tình yêu được tươi thắm, mật ngọt sẽ tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Kính thưa quý vị,
quý vị đang chứng kiến hình ảnh cô dâu và chú rể đang tay trong tay rất đầy vào những ly rượu tình yêu. Điểm đến chung tình yêu đó là sự gắn kết của hai tâm hồn, hai trái tim là một. Giờ đây, để tỏ lòng hiếu kính đến cha mẹ hai bên, xin mời cô dâu và chú rể hãy lần lượt dâng lên những ly rượu tình rượu hiểu lên hai đấng sanh thành của mình. Sau đây là những ly rượu hiếu thảo của cô dâu cùng chú rể, xin được dâng lên cha mẹ để tỏ lòng tri ân sâu sắc ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục. Trong niềm hân hoan, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình, niềm hạnh phúc ấy được nhân lên rất nhiều. Đó là sự hiện diện đông đủ đầy yêu thương của toàn thể vị khách quý đã nhấn chút thời gian quý báu của mình. Kim Mỹ xin mời hai gia đình chúng ta cùng bước tới, cùng ly với nhau uống cạn ly rượu ngày hôm nay để thắt chặt tình nghĩa thông gia. Kính thưa quý vị, và trong niềm hân hoan, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình, niềm hạnh phúc ấy được nhân lên rất nhiều. Đó là sự hiện diện đông đủ đầy yêu thương của toàn thể quý vị khách quý đã nhấn chút thời gian quý báu của mình về đây để cùng chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Kim Mỹ cũng xin đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin kính mời tất cả quý vị chúng ta lên ly thật cao, hô thật to, uống cạn ly rượu ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ nghe quý vị. Nào, nâng ly thật cao đó quý vị ơi. 3, 2, 1, chào. Xin chúc mừng hạnh phúc. Sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Kim Mỹ cũng xin cầu chúc cho mối tình thông gia hai bên gia đình càng ngày càng keo sơn thắt chặt. Chúc hai gia đình đã có thêm người con mới. Thì Kim Mỹ cũng xin mời hai gia đình hãy trở với chỗ dinh dự của mình để chiêu đãi tất cả quý vị khách quý. Riêng cô dâu và chú rể, hai em hãy nắng lại và cắt chiếc bánh hạnh phúc ngày hôm nay. Tấm lòng sâu sắc giữa mình với ta, bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Kính thưa quý vị, khi tới cái bánh hạnh phúc hôm nay để nói lên rằng cô dâu Kiều Tiên cùng chú rể Nhã Tuấn đã chính thức nên vợ thành chồng. Từ đây đôi bạn trẻ hãy cùng nắm chặt tay nhau và xây dựng một cuộc sống mới. Mời hai em hãy trao nhau hương vị chiếc bánh của tình yêu. Có ngon không chú rể Nhã Tuấn? Ngon. Ngọt không cô dâu Kiều Tiên? Dạ ngọt. Còn một điều sẽ ngon và ngọt hơn nữa, xin mời hai em. Quý vị ơi, chú rể của chúng ta đã thọ lòng mong ước bấy lâu, vì chú rể đã từng nói với cô dâu của chúng ta rằng ước gì anh lấy được nàng,
đẩy anh em gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ thắng nguyệt cho nàng rửa chân. Và rồi cô dâu cũng thọ thẻ bên tay chú rể nhà tôi với chúng ta rằng: anh ơi, trăng tròn đẹp nhất đêm rằm, tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Tình yêu mà chú rể nhà Tuấn và được cô dâu Kiều Tiên thì không có gì so sánh, đúng không quý vị? Và trong ngày vui hôm nay, trước sự chứng kiến quan viên hai họ, chị Kim Mỹ yêu cầu chú rể nhà Tuấn hãy hôn cô dâu một nụ hôn thật nồng cháy để thể hiện tình yêu sâu sắc em dành cho bà của mình. Điều này chú rể nhà Tuấn có làm được không ạ? Dạ được. Quý vị ơi, quý vị thấy sao ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chú rể thể hiện điều thiêng liêng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, quý vị. Nào, 1, 2, 3, hôn đi, vỗ tay thật to quý vị ơi. Xin chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Phần trao nụ hôn vừa rồi cũng khép lại chương trình buổi lễ ra mắt hôm nay. Thì chị Kim Mỹ xin chúc cho cô dâu Kiều Tiên cùng chú rể nhà Tuấn trăm năm tình chung thủy, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho thông gia hai họ luôn kết chặt tình thâm. Chúc cho toàn thể quý vị khách quý có mặt trong một tiệc cưới sáng nay dùng những món ăn ngon miệng và thưởng thức chương trình văn nghệ thật là vui tươi. Và ngay bây giờ đây thì không để cho tất cả quý vị phải chờ đợi lâu nữa, chương trình văn nghệ mừng lễ phu quy của cô dâu Kiều Tiên sánh diện cùng chú rể nhà Tuấn do âm thanh ánh sáng Nguyễn tặng đến từ Ô Long Vĩ đảm trách xin được phép bắt đầu.
xuống thăm miền Tây. Có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dừa mát trai gái làm chắc phát thiệt tha. Có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè bên cái sông đám cưới thiệt to, đôn pháo du quỳ hai bên họ chúc nhau rộn ràng. Tiếng hò tiếng hát nghe thắm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao anh ơi anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở vẫn một lòng chung thủy sắt son. Tình cảm lứa đôi mình em bỏ lại phồn vinh quen đi chốn xa hoa, miền phương thắm đượm tình về gọi em là cô ba. Cô ba nón lá âu bà ba, không cần phải lấp lánh thưa cô ba cài lạ hoa. Về miền Tây đất nở phồn xa, con nước vẫn xuôi dòng điệu lý bài ca. Ơi hò ơi mình xây đắp nên duyên tình, mặc kệ bao ồn ào chỉ yên mình cho riêng mình. Mỗi ngày gà gáy tiếng anh đang ngồi bờ đê, việc nhà và bếp núc đến hòn hôn lại trở về. Anh ơi ngày phu quy khắp cả sống đều tưng bừng, nguyện trăm năm đầu bạc chứ không có mà lưng chừng. Anh đưa em xuống thăm miền Tây, có cánh đồng xanh, có con trâu còn đang cày cày, có hàng dừa mát trai gái làm chắc phát thiệt tha. Có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Đừng nghèo người đời kháng chê, tan nhà chứ chọn tình quê. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sương nhất luôn. Ơi là ơi hò ơi, có con sông nước
vậy là chính thức bây giờ em làm vợ anh, về làm nàng dâu sống cùng anh đến khi bạc đầu. Dù đời gian nan em vẫn luôn kề vai sát cánh, để ngày hôm nay thấy lời anh muốn nói ra. Từ khi gặp anh em cảm thấy à đây người mà bấy lâu nay mà ba mẹ em khuyên em lấy. Cùng anh đi qua bao khó khăn, sao có sóng gió hay nhọc nhằn, hy sinh vì em cố gắng. Anh sẽ là bờ vai cho em đến tựa vào, nhẹ nhàng tựa lắng mây. Nhìn vô đây à, nhìn đây cho con ghi hình nha. Rồi, với nhau rồi, tư 18, 18, 18, 18, 18. Rồi, ông ngoại ơi. Quá em. Rồi, sáu ngoại, 26 tiên ơi, để ly dưới đây tiền. Rồi, xá lễ, chúng ta khoan, chúng ta xá lễ gì nè. Rồi, đứng sau lưng dịnh ông ngoại tiền. Chụp bên luôn. Dạ, ông ngoại, chụp bên hình rồi. Đấy, hai tay lên. Rồi, em ôm ra ngoài chụp tấm hình luôn. Rồi, nhìn lên phải rồi. Rồi, nhìn như hai cái ly luôn, hai tay nhìn như hai cái ly, nhìn như đứt ly á. Rồi, đứng sát vô mẹ chút xíu rồi xoay mặt qua đây nè. Rồi, anh chị nhìn qua đây chứ hình như nữa là xíu. Hai ông bà đụng ly uống rồi. Đụng ly, cạn ly luôn. Rồi tên 6 ba mẹ 26 tiền. Rồi hai tay hở vô hai cái ly luôn ơi. Nè tên ơi, tên ơi. Hai nhịn vô ly luôn tên ơi. Rồi nhịn đó nè, rồi mời. Rồi mời uống luôn. Hát tươi nè. Rồi cô dâu ơi nhìn ra nha. Rồi uống luôn cậu ba ơi. Rồi. Rồi cậu ba uống luôn, cạn ly luôn. Phần quà cậu ba ơi. Bao nhiêu báo cho thư ký. Cậu ba 1 triệu. Rồi chút nữa sao không nhẹ luôn. Khoan cầm trên miệng ly á. Cầm trên miệng ly. Cầm một tay lên, cầm một tay, cầm trên miệng ly á. Cô dâu cầm dưới. Cầm trên miệng ly á. Rồi nhìn nhìn nghe lên. 2, 3. Rồi. Rồi chạy ly luôn. Rồi nhảy lũ luôn. Rồi nhảy lũ luôn chị ơi. 16 triệu. Vì 6 rồi, vì 6 nhìn vô ly rượu chụp hình lưu niệm luôn nè, nhìn ra nè. Rồi 6 ơi, cô nhà dâu ơi, cô dâu ơi. Rồi ok. Thôi luôn. Rồi tới ai nữa bước tới nhận rượu luôn. Khoan. Rồi. Cô dâu ơi, hai tay cầm vô ly. Người lớn cũng cầm một tay thôi. Cầm một tay rồi. Rồi tới nè, hai, ba. Rồi chưa tới luôn. Cái rượu còn tay hết ơi. Còn chị bảy nữa. Rồi thêm ly đó. Cho chị bảy đứng chồng đi, cho đứng với chồng đi. Cũng trước đi, cho đâu tiền khám nữa. Rồi uống rượu trước đi. Rồi cô dâu dịnh vô hai cái ly luôn cô dâu ơi, hai tay dịnh vô hai ly. Rồi mời nhìn cái đây luôn nè anh chị ơi. Anh chị ơi nhìn tới như thế nè. Cạn đi luôn.
được thì nhắm coi thôi. Cháu mình hết luôn, hết luôn. Thôi thôi. Sáu bà nội 26 đi em. 28 nhận rượu luôn, 2 ly luôn đi đâu ơi. Rồi hai tay bởi vô 2 ly luôn. À cô dâu ơi, bởi cái ly kia đó à. Dạ cái ly trong cao lên chút à. Rồi nhìn thấy nha ha. Tôi gì ta hay hiểu. Rồi xin mời bác hai bước vô. Mở hai. Nhắc nhắc giùm về giùm em la lên là được rồi. Rồi biết người nào. Rồi cô dâu ơi. Rồi mời luôn đi, mời luôn. Nè nè mời hai xích tới đi, mời hai. Mời hai xích tới cô dâu giùm cơ. Rồi rồi nhìn đây cho ghi hình luôn, nhìn kia là hai hai nha. Sao bảy mấy tuổi rồi còn đẹp quá ta. Rồi ok. Mà mai hai tới ai chị? Mời chân trọng mời Diễu, Diễu Úc. Diễu, Diễu Úc như là báo cho ký. Rồi rồi, bà bước tới nhận rượu luôn. Sát sát vô. Nè nè, đi ơi, sát vô cô dâu chút xíu. Cô dâu ơi, dịnh vô ly rượu cô dâu ơi. À, một tay ơi, cầm một tay đi chị. Rồi nhìn thấy nha. Rồi nhìn ra là cho đi hình này ha. Rồi cạn ly luôn. Rồi xin mời hai cậu bước vô cho chụp hình coi. Mời hai cậu nhận rượu uống ly rượu với cháu mình luôn. Rồi dính vô ly rượu luôn. Rồi mời nhìn cái lên là mai mai nhìn nhau. Rồi vô luôn nè. Cốt cho cháu nhiều. 2 triệu cốt. Cậu chính cho cháu nhiều. 1 triệu. Rồi uống luôn bác ơi. Đứng đó. Uống ly rượu. Rồi xin sức tới chứ sáng vô cô dâu lên, sáng vô cô dâu chị ơi. Khoan, sáng vô cô dâu chút xíu à, nhìn nó đi. À, cô dâu cầm hai tay cô dâu. Rồi, hai nhìn nó là hai. Khoan, nhịn vô hai ly rượu ơi cô dâu. Rồi, mời nhịn lên nè. Rồi. Rồi bảy đâu chuẩn bị con bảy cốt. Nhiều quá cáo không chịu. Rồi mời hai cô nhận rượu luôn. 2 triệu. Rồi mời hai cô nhận rượu rượu của cháu mình luôn. Khoan dịnh nó đi cho ghi hình luôn nè. Thề sức luôn cô dâu. À, rồi nhìn ngay đó nè, tới đó. Rồi ngoài đó Bước sắp tới luôn, sắp tới luôn. Rồi đứng sát vô cô dâu luôn, chụp tấm hình luôn này luôn, dịnh vô ly cô dâu. À, rồi nhìn ngay ra luôn nè, tươi. Rồi ok. Thương nó một ly nữa. Ngọc 500, chị 20 500.
đẹp không? Từ từ thứ tiếng đi. Khoan khoan sát vô cô dâu luôn, chụp hình cho đẹp đi. Rồi rồi nhìn nghe. Rồi rồi. Rồi nhìn nghe ra tư nè. Rồi đứng sát vô cô dâu luôn. Rồi nhìn vô đi. Rồi. Rồi tương nè. Rồi ok. Là nơi
ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn, liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Chỉ vài đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rối, vậy là em đã say say anh rồi. Tuổi đời mới em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mọi lần em không có anh kề bên em không được vui. Phải giờ đây em không biết con tim em nó ra làm sao, hay là mình lỡ phóng lao nên theo lao. Em đã nói trước em không phải như con người ta, em mềm yêu như một nhành hoa, em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chấm một bước em con người rước, cũng may là anh sáng suốt tìm đường giao tim em anh nỡ luôn. Em đã nói trước em không phải như con người ta, em mềm yêu như một nhành hoa, em không có biết làm việc nhà. Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý đã đến dự buổi lễ vô quy của cô dâu Kiều Tiên sánh duyên cùng chú rể nhà Tuấn. Lời đầu tiên Kim Mỹ xin phép thay mặt gia đình chủ tiệc cùng tất cả anh em trong âm thanh ánh sáng nguyện tặng xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng. Yeah. Toàn thể quý vị khách quý, yêu nhau chẳng quản đường xa, cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lòng thang, đá vàng cùng quyết, phong ba cùng liều. Thưa quý vị, hôn nhân là lời hứa cao nhất trong tình yêu. Khi cô dâu Kiều Tiên cùng chú rể nhà Tuấn đã nhận ra rằng không thể thiếu nhau trong cuộc đời, và cả hai sẽ đem đến cho nhau những gì cao quý tốt đẹp nhất, cũng như giúp đỡ nhau hoàn thiện hơn trong tương lai. Và hôm nay đây, tất cả quý vị khách quý của chúng ta có mặt trong buổi lễ cưới này cũng bởi một lý do duy nhất, đó là chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương. Kim Mỹ xin phép thay mặt gia đình chủ tiệc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khách quý đã dành chút thời gian quý báu của mình về đây để cùng chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và trong lúc siêu đại có điều chia sơ xuất, xin quý vị hãy vì tình thương với gia đình mà bỏ qua cho. Và đi Kim Mỹ thì xin chúc cho cô dâu Kiều Tiên cùng chú rể nhà Tuấn trong năm tình chung thủy, bạc đầu nghĩa phu thê, chúc cho thông gia hai họ luôn kết chặt tình thân, chúc cho toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc cưới tối hôm nay dùng những món ăn ngon miệng và thưởng thức chương trình văn nghệ thật là vui tươi. Và ngay bây giờ đây thì không để cho tất cả quý vị phải chờ đợi lâu nữa, chương trình văn nghệ mừng lễ phu quy của cô dâu Kiều Tiên sánh duyên cùng chú rể nhà Tuấn do âm thanh ánh sáng nguyện tặng đến từ ô long vị đảm trách xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, và để hát mừng trong ngày vui hôm nay thì Kim Mỹ xin gửi đến cho cô dâu Kiều Tiên cùng chú rể nhà Tuấn và tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc hôm nay một bài hát được mang tên Hương Sắc Miền Nam. Yeah.
sẽ qua cầu với nó, yêu nhau không còn nữa. Con xin ân cần cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu lên cao. Em ơi chẳng anh đang khóc hầm đôi ta trên vùng ánh nắng, chân em hiểu rằng anh chỉ yêu em. Em đang chiều chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau. Hoàng gió anh từng để những ngang bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh chắc một mình anh nhiều, em thương bao rằng tình cảnh dù trong gai. Em vẫn là em yêu buồn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối tâm sự. Xin chúc mừng chúng ta rất là nhiều. Con xin chúc ba luôn dồi dào sức khỏe nha chúc ba. Vâng, xin cảm ơn quý vị ơi. Thôi.
dung trên trời làm người xanh người này xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đây. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Rồi bao nhiêu trôi qua năm sau đám cưới hiện tại đó ngày mùng hai có ai thì còn chẳng cao gì nữa. Thank you.
tình ta mến nhau. Nhiều đêm năm sao mơ ước nhưng mình bận lâu, số đời tình thấm sâu. Nhớ thương đây mới mong thấy ai mỉm cười làm mỗi xuân tuyệt vời. Rồi một ngày rồi còn đó và nghe hơi gió đi dần vừa nhiều hồn như ngắt qua say mộng đuền vơi thắm tương lai trong bàn tay một câu nói. Hay chết theo ngày tháng, cũng mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đôi con thì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắm nghe tình vỡ. Đã cho yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa cả phương trời. Ôi xin ta đã lỡ rồi, thôi trong thư càng hết lời, mong lòng ta mang theo nỗi sầu âm suốt đời. Thắm một mình tôi giờ còn bài ca yêu ai biết trao ngày xưa, bỏ lại mình tôi ôm thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Đi trên lưng cầu là anh đâu trên bờ đây, thì nào mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá ta có anh đời, bắt con kiến ở trên lầu cao mang đầu đưa lối. Đưa bên nhau về lâu ta đắp xây lâu đài cao, có bao nhiêu tình mong anh mang về em hết. Chỉ mong sao đời này thật sẽ mãi mãi thân bây giờ sẽ hát một bài Lâm Anh Em trên một chiếc em ta. Một đây. Là
trên một chiếc xe tăng, như nắng bông hoa nở cũng còn vội, như nắng hoa say trên một bàn tay đã không dành cả người như bò. Mỗi người còn tính, nhưng khi hát ta còn tình một nghìn. Một người đau là tất cả quên nam. Mình nghe mong mỗi một quê đã lên xe ai đặt ngọn hương. Nói lẽ ta một tà sâu phá, trước quân thủ làm gì biết có tiếng ca. Bay qua đầu ngọn gió một liền tin quyết thắng trong trận này. Anh em trên một chiếc xe tăng, như lắm bóng hoa đã cùng một bồi, như lắm ngón tay trên một bàn tay đã không sẵn cả lắm người như mò. À, vào lính xe tăng anh trước anh sau, ai tin ở anh mỗi người một tin. Nhưng khi hát ta hòa cùng một niềm, một người đâu là tất cả quê nam. Anh em mỗi đứa một quê đã lên xe ấy là cùng một hương. Nó mạnh lên ta một là sụp bao trước quân quân làm gì biết có em đang băng. Alo. Rồi.